Một lần nữa, Ngũ Lão Tình lại phải đương đầu với thử thách mới khi mà các đồng minh của băng mũ rơm đều xứng đáng gọi tên Vua Lì Đòn. Sự trở lại của robot cổ đại khổng lồ hay còn được biết đến với cái tên IMF đã trở thành thách thức mới của chính phủ thế giới. Nguy cơ mới chưa giải quyết xong thì đối thủ cũ lại xuất hiện. Hẳn là sau khi trở về từ SH, Ngũ Lão Tình sẽ phải làm lễ cúng giải hạn đây, mà chắc gì đã có cơ hội để trở lại nữa. Vì đối thủ của bọn chúng giờ đây đã lớn mạnh hơn rất nhiều rồi. Điều đáng ngại hơn nữa là đoạn băng mà Vegapunk đã ghi lại tưởng chừng như đã tắt điện thì nay đã hoạt động trở lại và tiếp tục sứ mệnh bóc phốt chính phủ thế giới của mình. Kèo này dù Ngũ Lão Tình có cầm chân được băng mũ rơm hay không cũng không có khả năng trở lại nữa đâu. Vì mọi người trên thế giới này đã thấy được bản chất và bộ mặt thật của họ và kết cục cuối cùng cho Ngũ Lão Tình chỉ có cái chết mà thôi. Vậy nên Ngũ Lão Tình sẽ phải làm gì trong tình huống này đây? Kế hoạch của bọn họ hẳn là sẽ phải thay đổi rồi. Nhưng liệu sẽ thay đổi như thế nào? Và liệu họ có đạt được mục đích hay không? Chào mừng các bạn đến với Tao Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng đoán xem rốt cuộc Ngũ Lão Tình có khả năng bị đánh bại nếu như băng mũ rơm có thêm sự hỗ trợ từ IMS hay không nhé. Có thể thấy, sự xuất hiện đầy bất ngờ của robot cổ đại đã khiến cho Wakuri sang chấn tâm lý không hề nhẹ. Chính vì lão ta là người đã tung ra skill đã hất cẳng IMS xuống biển, thành công làm gián đoạn tín hiệu đoạn băng của Vegapunk. Cay hơn là nó lại rơi trúng vào phần nội dung quan trọng nhất mà không chỉ người theo dõi One Piece đang hóng, mà ngay cả độc giả của bộ truyện cũng hóng chờ rằng cái tên mà Vegapunk đang muốn nhắc tới là ai. Hẳn là lão ta cũng khó có thể ngờ tới là dù cho đã bị phá nát như thế nhưng mà nó vẫn có thể trở lại được, thậm chí là nó còn tấn công thẳng vào bộ nhá cực kỳ vĩ đại của lão ta nữa. Không biết có phải Thánh Oda đang muốn ăn miếng trả miếng hay không, nhưng cú đỏ đối với anh em phần nào cũng hả dạ rồi đấy nhỉ. IMS không chỉ tấn công vào Wakuri mà còn khiến cho bộ hàm chiến của lão gãy vụn. Dù cho đó là trong hình dạng quái thú, thành công cứu bằng mũ rơm và đồng minh băng khổng lồ một bàn thua trông thấy. Wakuri đã hứng chọn một đòn chí mạng như thế, vậy mà những lão già khác của chính phủ thế giới cũng chẳng khá hơn. Mars thì bị combo ra đòn của Sanji, Bonnie, Frankie và Luffy hất cho bay tới giờ vẫn chưa rõ tung tích. Còn Jupiter tưởng chừng như có thể nuốt chọn con tàu của băng người khổng lồ, nhưng rất nhanh lão ta đã lãnh nguyên một cú bọc full haki vũ trang của Luffy và chưa rõ tình trạng, nhưng có vẻ nó khá là đầu đấy. Vì kể cả khi Luffy đã chuẩn bị đối đầu với Wakuri rồi mà lão ta đã trở lại, với tốc độ hồi phục thần thánh mà Saturn đã thể hiện trước đó, đáng lẽ ra Jupiter đã có thể trở lại để đánh phủ đầu cậu rồi. Người duy nhất tình hình còn khá ổn đó là Natsuchiro. Lão ta hiện tại không có mặt ở hiện trường phía dưới mà vẫn đang phải đối đầu với Zoro và Jinbei để kéo dài thời gian rời khỏi đảo của băng mũ rơm. Có thể thấy, ngoại trừ Natsuchiro thì ba kẻ còn lại khá là thảm, còn Saturn thì hiện vẫn chưa thấy đâu, nhưng nếu như gã có mặt ở đó thì cũng chưa chắc đã làm nên được trò trống gì. Những lần ăn hành trước đó đủ để nói lên rằng lão ta không phải là đối thủ của Luffy cũng như những đồng đội của cậu. Phiền phức duy nhất mà bọn họ gặp phải chính là khả năng bất tử của họ. Luffy chính là người ý thức rõ nhất về việc này, bởi dù sao cậu cũng đã đối đầu với 4 trên 5 ngũ lão. Vì thế mà khi tấn công vào Mars, thay vì nã một đấm hủy diệt vào cơ thể thì cậu đã sử dụng năng lực bóng bay để hất tung lão ta ra khỏi phạm vi có thể tiếp cận được với con tàu. Đó là chiêu thức hiệu quả nhất lúc này. Đòn tấn công vật lý hoàn toàn không tạo ra uy hiếp được với cơ thể của họ, trong khi đòn tấn công bằng haki của Luffy thì lại gần như không thể đấm được xuyên qua lớp da của lão tinh này, nên nói theo một cách nào đó thì nó cũng vô dụng cả. Mặc dù không tạo ra quá nhiều sát thương cũng như cách thức tấn công khác, nhưng chỉ cần nó hiệu quả, thành công kéo dài được thời gian để nhóm của Nami phi xuống là bọn họ sẽ có cơ hội để rời khỏi đảo, thoát khỏi sự truy sát của ngũ lão. Tuy nhiên, việc đó cũng rất là cấp bách, bởi trước mắt đối thủ của bọn họ là có tới tận hai lão tinh và Natsuchiro sẵn sàng phi xuống bất cứ lúc nào để chặn đường. Jupiter thì đã hứng chọn một cú ra đòn của Luffy, nhưng nó lại chẳng xi nhê với một con quái vật có khả năng phục hồi như lão ta. Dù sớm hay muộn thì Jupiter cũng sẽ thức dậy mà thôi. Lão ta cũng đã thể hiện được khả năng mới của mình, đó là tạo ra một sức hút cực lớn. Tất nhiên không phải là sức hút với các chị em đâu, mà đây chính là sức hút hàng thật giá thật. Như thế thì dù có là băng của tộc người khổng lồ đi chăng nữa thì cũng đều có khả năng bị hút vào bụng của lão. Đến chừng đó, dù cả bọn muốn rời khỏi SH cũng không có cơ hội và sẽ càng khó khăn hơn. Còn với Wakuri, ông ta bị dính đòn của robot cổ đại khổng lồ, mất đi bộ nhá cực chiến. Tuy nhiên với khả năng hồi phục thần thánh thì đừng nói là bộ nhá, mà có khi là cả cơ thể của ông ta bị nghiền nát cũng có thể hồi phục lại được. Đấy là trong trường hợp tác giả cho phép bọn họ làm được điều đó. Nhưng mà cứ nhìn cái cách mà Thánh Oda đã búp cho Saturn thì khả năng này cũng có thể lắm đấy chứ đúng không? Ông ta sẽ sớm hồi phục trở lại và tiếp tục tấn công vào băng mũ rơm chứ sẽ không dừng lại cho tới khi nào nguy cơ của họ bị dẹp bỏ. Hơn nữa, Wakuri chỉ mới gãy một chiếc nanh, trong khi lão ta còn tới tận 3 chiếc nữa. Chắc để mà tấn công cũng không có vấn đề gì đâu đúng không? Đấy là còn chưa kể sự xuất hiện của Saturn, nên băng mũ rơm cũng sẽ gặp khá khó khăn đây. Cách
duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra lúc này chính là dùng sức mạnh để tống khứ chúng đi thật xa, như cách mà Morse đã may mắn là người được chọn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là làm thế nào để đẩy chúng đi xa được như thế? Dù sao thì chúng cũng đều là những con quái vật vô cùng đáng sợ và to lớn. Luffy, để mà tống khứ được Morse đi cũng đã mất khá nhiều sức rồi, nên nếu như liên tục xài chiêu đó thì dù Luffy không bị mất sức, đám Ngũ Lâu Tinh cũng sẽ sớm bắt được bài mà né mà thôi. Nhưng đó là trong trường hợp nếu như đối đầu với Ngũ Lão chỉ có bằng mũ rơm, chứ còn hiện tại thì cậu đã có đồng minh bên cạnh rồi và chẳng cần phải e ngại những con quái vật này nữa đâu. Không biết chừng kẻ phải lo ngại lúc này sẽ là Ngũ Lâu Tinh đấy. Nếu như Luffy và đồng đội của cậu đã hất tung một kẻ ra khỏi tầm mắt bằng một pha kết hợp cực kỳ ấn tượng, thì họ hoàn toàn có thể tiếp tục đẩy lùi những kẻ khác bằng cách thực hiện lại pha phối hợp đó. Chỉ tiếc là nó sẽ thiếu mất đi Bonnie vì cô bé đã tới giới hạn của mình rồi. Việc biến thành Nika đã bào mòn thể lực của cô nhóc và khiến cho cô khó có thể trở lại trận chiến một lần nữa. May mắn là họ sẽ không cần phải lo ngại về sự xuất hiện của một kẻ khác, vì bên cạnh còn xuất hiện thêm cả robot cổ đại nữa, nên e rằng dù bọn chúng có muốn tới để hỗ trợ cho nhau cũng khó mà thực hiện được. Hơn nữa, với sức mạnh và kích thước cực đại của Imeth, nó hoàn toàn có thể cân kèo được với một Ngũ Lâu Tinh, chứ chưa nói tới việc đẩy lùi được bọn chúng. Cơ mà combat với nhau cũng sẽ tốn khá thời gian đấy, chưa kể là bọn chúng còn sở hữu khả năng hồi phục nữa, nên sẽ chỉ cần đánh bay bọn chúng là quá đủ để cả đám chạy thoát rồi. Miễn là Luffy không sập nguồn thì robot cổ đại sẽ là đồng minh cực kỳ uy tín mà Joboy đã để lại cho thế hệ tương lai, còn có cả sự trợ giúp của Dory và Progy của băng người khổng lồ nữa. Nên dù không sở hữu kích thước khủng như Imeth, nhưng kích thước của cả hai thuyền trưởng này cũng rất là ao trình so với những người bình thường kia, càng chưa phải nói tới sức mạnh của họ. Trước đó chúng ta đã được chứng kiến uy lực của hai vị thuyền trưởng này rồi. Băng của Kid cũng đã bị hủy diệt trong vòng một nốt nhạc bởi một cú ra đòn kết hợp của Dory và Progy. Đủ đã thấy nếu như xài tiếp chiêu đó lên người của Ngũ Lâu Tinh cũng sẽ đem lại hiệu quả không kém gì so với những đòn tấn công của người máy cổ đại đâu. Tóm lại là băng mũ rơm cũng sẽ xài đủ mọi cách để cách ly Ngũ Lâu Tinh khỏi cả băng, thậm chí là cả hòn đảo. Không biết chừng chúng ta sẽ còn được thấy cả vũ khí mới của Franky phát huy hiệu quả đấy. Đã tới được SS, gặp nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, chắc hẳn là Franky cũng sẽ có khá ý tưởng để cải tiến khả năng chiến đấu lắm đấy. Đến lúc đó thì việc thổi bay một Ngũ Lâu Tinh cũng sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhân tiện thì đã nhắc tới việc đánh bay đối thủ, thì có lẽ không còn ai rành chuyện này hơn một chuyên gia như Kuma đâu. Cả băng mũ rơm cũng đã có một chuyến nghỉ mát 2 năm sau lần đụng độ với Kuma. Năng lực của trái Kuma là trái Nikyu, nó cũng có khá nhiều đặc tính, nhưng trong video này chúng ta chỉ nói về khả năng bay của ông thôi nhé. Vì đó mới chính là thứ năng lực cần thiết lúc này. Với bàn tay thần kỳ thổi bay mọi thứ, bao gồm cả những thứ vô hình, Kuma hoàn toàn có thể dùng nó để đẩy lùi kẻ địch trước mắt, thậm chí là còn xa hơn cả cú ra đòn kết hợp của băng mũ rơm, vì nó sẽ đưa người đó đến tận nơi mà Kuma chỉ định. Chỉ cần nhiêu đó thôi là cũng đủ để băng mũ rơm tẩu thoát rồi. Nhưng tình trạng hiện tại của ông dường như cũng không ổn lắm, vì cơ thể của ông đã bị sập nguồn và hư hỏng rất nặng. Ông đã ngã gục sau khi cứu Bonnie khỏi tay Sasson và đấm vào mặt lão ta, cộng thêm với trước đó chính Sasson cũng đã kích hoạt nút tự hủy của Kuma. Dù ít hay nhiều thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng tới những phần máy móc bên trong của ông và khiến cho ông ngừng hoạt động. Nhưng các bạn cũng đừng quên, cạnh Kuma là Vegapunk, thì bản sao của nhà khoa học này. Cơ mà nhiều đó thì quá đủ rồi, Atlas còn là một thiên tài chế tạo nữa, nên đối với những thứ máy móc chắc chắn là cô nàng cũng đã vô cùng rành. Mà Kuma lại được chính tay của Vegapunk cải tạo nữa, nên đối với cơ thể của Kuma, Atlas cũng rất rõ ràng, việc sửa chữa cho Kuma có thể sẽ mất khá thời gian, vì chế độ tự hủy có vẻ hoạt động cũng khá tốt. Tuy nhiên, chỉ cần cầm chân được đến lúc Kuma được thức tỉnh thì câu chuyện lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc đó thì Kuma sẽ là nhân tố chủ chốt để đối đầu với Ngũ Lão Tinh, dù có phải đụng độ với Morse, là kẻ duy nhất có thể di chuyển ra khỏi phạm vi của đảo cũng không phải là vấn đề, vì chỉ với một nội tại của Kuma cũng là quá đủ để tống khứ lão ta ra khỏi phạm vi bằng mũ rơm tấn công, an toàn tới được Elbaf. Tuy vậy nhưng, vấn đề là liệu điều đó có thể xảy ra hay không, vì chúng ta đều biết là Kuma gần như đã tới giới hạn. Đặc biệt là sau màn vật sức để đối đầu với Saturn, cộng thêm với thương tích trước đó thì sẽ rất khó để Kuma có thể tỉnh dậy được. Bên cạnh đó, cả Atlas và Lilith cũng đang gặp nguy hiểm vì bị Ngũ Lão Tinh nhắm tới. Việc bọn họ có thể giữ được mạng hay không cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết được chính xác. Mặc dù là được các thành viên cho băng mũ rơm bảo kê tới tận răng, nhưng Ngũ Lão Tinh cũng không phải là những kẻ vô dụng. Bọn chúng có thể tiếp cận Atlas hay Lilith bất cứ lúc nào bằng năng lực dịch chuyển, như cách mà Kuma đã làm để tiếp cận và kết liễu họ. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng Kuma sẽ rất khó có cơ hội tỉnh lại một lần nữa. Dù rất mong đợi màn thể hiện của Kuma trong trận chiến với các Ngũ Lâu Tinh, đặc biệt là Saturn, vì lão ta là kẻ đầu sỏ gây ra những đau khổ cho Kuma và những người mà ông yêu thương. Nhưng điều này sẽ rất khó để xảy ra, và cả Luffy hay cả băng cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này, vì tình trạng của Kuma trước mắt cũng khó mà hy vọng được gì. Chính vì thế mà Luffy và các đồng đội của cậu sẽ tự mình đẩy lùi Ngũ Lâu Tinh để rời khỏi đây mà không cần tới sự giúp đỡ của Kuma.
Bọn họ đã tới được bên bờ biển, dù trước đó cũng đã bị ngũ lão nhắm tới, nên chúng ta cũng chẳng cần phải quá lo lắng cho cả băng để có thể thoát khỏi đây được hay không. Những con quái vật của chính phủ thế giới buộc phải bị đánh bại. Tuy vậy lúc này thì vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Sự chênh lệch về sức mạnh của cả hai bên là quá lớn, nhưng năng lực hồi phục của ngũ lão thực sự là một điều đáng để lo ngại. Trước khi mà tìm ra được cách để counter đi năng lực đó, Luffy chỉ có thể rút lui để bảo toàn lực lượng mà thôi. Kể cả khi không đánh bại được ngũ lão theo đúng nghĩa đen, nhưng xét về khía cạnh nào đó, ngũ lão tinh cũng sẽ có thể được xem là nhận thất bại cay đắng. Không chỉ để bằng mũ rơm chạy thoát, bọn chúng còn nhận kha khá tin xấu sau khi trở về từ Gatehead. Bởi những thông điệp mà Vegapunk đã tiết lộ cho cả thế giới biết về thế kỷ trống và cả những gì sắp xảy ra trong tương lai, rằng thế giới sẽ bị nhấn chìm bởi thứ vũ khí cổ đại nào đó. Chưa hết, sự trở lại của robot cổ đại còn kéo theo cả bản tin được phát sóng của Vegapunk cũng trở lại với thế giới. Có vẻ như ngoài câu chuyện động trời về gia tộc đi, tác giả Oda còn muốn tiết lộ thêm thông tin về sự kiện nào đó trong vài chương sắp tới. Đây chắc chắn sẽ chẳng phải là tin tức có lợi nào cho chính phủ thế giới đâu. Nếu như không thể ngăn chặn được con robot đó, những thứ đang đợi trước mắt Imu và Ngũ Lão không chỉ đơn thuần là sự thất bại nữa. Nó có thể là một sự kiện nhấn chìm cả sự cai trị của bọn chúng suốt 800 năm đấy. Và trên đây là toàn bộ suy nghĩ của mình về số phận của Ngũ Lão Tinh sau khi theo dõi diễn biến chap 1119 vừa qua. Các bạn nghĩ sao? Nếu thấy hay và thú vị hãy để cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.